Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong tin nóng bóng đá ngày 15 tháng 4 năm 2023. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một guồng quay mới của bóng đá Việt Nam, bóng đá quốc tế. Những guồng quay hướng tới SEA Games 32 rất gấp gáp rồi thưa quý vị và các bạn. Trong khi chúng ta có ngày nghỉ cuối tuần thì rõ ràng là chúng ta sẽ trân trọng hơn những nỗ lực cố gắng của các cầu thủ cho những khát khao vì vinh quang của thể thao Việt Nam. Và những câu chuyện hướng tới SEA Games của đội tuyển nam, đội tuyển nữ, những câu chuyện của những cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, tất cả đều sẽ được chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Nhưng trước tiên thì Biên Cương kính chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần với thật nhiều niềm vui. Và sau đây sẽ là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Trong bản tin ngày hôm nay, tiết lộ khó tin về mức thu nhập của Quang Hải, thấp hơn rất nhiều so với những gì Hải từng nhận tại câu lạc bộ Hà Nội. Thay vì về thi đấu từ vòng bán kết trở đi, Huỳnh Như sẽ cùng đồng đội chinh chiến ngay từ vòng bảng của SEA Games 32. Không phải chờ đợi đến giai đoạn cuối của mùa giải, VFF quyết định mời các trọng tài ngoại bắt các trận đấu tại V-League ngay từ vòng đấu thứ 7. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai 16 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dù phải đợi đến ngày 18 tháng 4 thì đội tuyển U22 Việt Nam mới có đầy đủ lực lượng khi mà các cầu thủ kết thúc những trận đấu tại vòng 7 V-League, các cầu thủ khác kết thúc những trận đấu ở vòng loại U19 quốc gia và những trận đấu hạng nhất quốc gia. Và đến lúc này thì huấn luyện viên Philippe Troussier đã bước đầu chia sẻ về việc là đội bóng của mình đã có được những sự đảm bảo khi mà nhiều cầu thủ được chơi tại V-League với sự tạo điều kiện cho các câu lạc bộ mà các câu lạc bộ đã dành cho các bạn ấy, cho nên sự va đập của các bạn ấy là rất ý nghĩa. Điểm qua một chút thì sẽ thấy rằng rất là nhiều những cầu thủ trước vòng 7 này đã có thời gian thi đấu tương đối tốt tại câu lạc bộ. Ví dụ như nhiều nhất là Phan Tuấn Tài của câu lạc bộ Viettel thi đấu 538 phút. Những người còn lại cũng có thời gian thi đấu rất nhiều ở hàng phòng ngự như Hồ Văn Cường 404 phút bên cạnh 90 phút tại Cúp Quốc gia. Như Lương Duy Cương 299 phút cho câu lạc bộ Đà Nẵng, hay Giáp Tuấn Dương cũng có 124 phút. Và Nguyễn Ngọc Thắng cũng có 371 phút. Ở hàng tiền đạo thì Bùi Vĩ Hào là một trong những người thi đấu nhiều nhất khi đã có 408 phút thi đấu tại V-League, đóng góp một bàn thắng cú sút phạt tuyệt vời vào lưới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cùng với đó là 90 phút tại Cúp Quốc gia. Quốc Việt cũng đã có gần 90 phút thi đấu và có một bàn thắng. Văn Trường mới đây cũng đã ra sân rồi. Và Đình Duy là người thi đấu nhiều nhất với 235 phút. Nhiều nhất ở đây là nhiều nhất ở hàng tiền đạo. Hàng tiền vệ thì đóng góp nhiều nhất cho câu lạc bộ cho đến lúc này của mùa giải. Đó là Đinh Xuân Tiến của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với 256 phút. Còn Lê Văn Đô cũng là một gương mặt thực sự đáng quan tâm khi đã có 227 phút và Lê Văn Đô đóng góp một bàn thắng cho đội bóng của mình. Đặc biệt hơn đó lại là bàn thắng giúp cho đội bóng của anh giành chiến thắng trước câu lạc bộ Bình Dương, chấm dứt chuỗi trận khá dài toàn hòa và thua. Thì đó là những nét rất là tích cực từ những cầu thủ của U22 Việt Nam. Và ở vòng đấu thứ 7 này thì rất có thể nhiều cầu thủ sẽ tiếp tục được tin tưởng. Đó là điều tích cực đối với đội bóng của chúng ta. Chúng ta sẽ tập trung từ ngày mai 16 tháng 4 và sẽ lên đường sang Campuchia vào ngày 26 tháng 4. Xin lưu ý là đội đang có 31 cầu thủ tập trung nhưng chỉ có 20 cầu thủ được đăng ký cho SEA Games mà thôi. Và đó là vấn đề tương đối đau đầu với bất kỳ huấn luyện viên nào khi dẫn dắt một đội bóng tham dự ở đấu trường SEA Games. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sau về câu chuyện SEA Games từ các đối thủ. Còn bây giờ sẽ là tin vui với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng của chúng ta sẽ bước vào chuyến tập huấn tại Nhật Bản và chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Ban đầu thì Huỳnh Như sẽ được câu lạc bộ Lanh FC nhả về thi đấu chỉ từ vòng bán kết mà thôi. Tuy nhiên mới đây thì viên Mai Đức Chung đã loan tin vui đó là Huỳnh Như sẽ trở về thi đấu ngay từ những trận vòng bảng. Hôm qua trong buổi chia sẻ truyền thông trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho biết đội trưởng Huỳnh Như đã được câu lạc bộ Lanh FC của Bồ Đào Nha cho phép về tham dự SEA Games ngay từ đầu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói, Huỳnh Như xuất ngoại để học hỏi những giá trị ưu tú, qua đó quay về cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày 24 tháng 4, Huỳnh Như sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã phân công một huấn luyện viên ở lại tập cùng Huỳnh Như. Đợi khi trở về từ Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4, Huỳnh Như sẽ cùng các cầu thủ trong đội di chuyển sang Campuchia thi đấu. Ban đầu nhiều nguồn tin cho rằng Như sẽ chỉ trở về khi đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết, nhưng quá trình đàm phán giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Lanh FC đã đạt được kết quả tốt.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi công văn sang Lanh FC và họ rất thoải mái, bởi như quả thực đã đóng góp cho cả bóng đá Việt Nam lẫn Bồ Đào Nha, do đó họ cũng mong muốn bóng đá nữ Việt Nam phát triển. Đáng chú ý, Huỳnh Như sẽ không có thời gian tập luyện nhiều với đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng ngày 17 tháng 4 để tập huấn trong 2 tuần. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ chất lượng. Đến ngày 30 tháng 4, toàn đội sẽ di chuyển thẳng từ Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nối chuyến tới Campuchia tham dự SEA Games 32. Thực tế thì Huỳnh Như về thi đấu ngay từ những trận đấu vòng bảng cũng là điều hợp lý. Vì sao? Vì chúng ta rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như là Philippines hay Myanmar, cho nên sẩy chân một bước thôi là có thể bị loại ngay từ vòng bảng, vì Myanmar đã từng thắng chúng ta 4-3 trong trận tranh giải ba của giải vô địch Đông Nam Á mới đây, còn Philippines thậm chí thắng đậm chúng ta ở bán kết, cho nên chúng ta không thể chủ quan và hình như sớm về nước để tập trung cùng đồng đội là cần thiết. Ngày hôm nay vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam thì Huỳnh Như và các cầu thủ của mình sẽ bước vào trận đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Câu lạc bộ Lanh FC được đá trên sân nhà và đối thủ của họ là Diamantse. Diamantse đang xếp ở vị trí thứ 4 với 26 điểm, còn Lanh FC của Như đang xếp ở vị trí thứ 6 với 30 điểm. Một trận đấu khó khăn và hy vọng rằng Huỳnh Như sẽ được tin tưởng để ghi bàn trở lại sau một quãng thời gian khá là dài Huỳnh Như không ghi bàn rồi. Đó là câu chuyện tích cực và những trận đấu chơi tại Lanh FC sẽ giúp Huỳnh Như tự tin hơn và cũng truyền thêm sự tự tin cho các đồng đội khi phải va đập với những đối thủ rất mạnh. Và sự tự tin cũng sẽ đến khi chúng ta được đối đầu với một đội bóng đã từng 2 lần giành chức vô địch World Cup nữ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup được tổ chức tại New Zealand và Australia. VFF vừa cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có màn thử lửa cực kỳ chất lượng với đội tuyển nữ Đức vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Đây là hoạt động quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Frankfurt, Đức từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 6. Tuyển Đức đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA và từng có 2 lần lên ngôi vô địch World Cup, 8 lần giành ngôi hậu ở Euro. Trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ, tuyển nữ Đức đều ít nhất là vào đến tứ kết. Huỳnh Như cùng các đồng đội vì thế sẽ có cơ hội trau dồi kinh nghiệm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7 và tháng 8. Ngoài trận gặp tuyển Đức, thầy trò với Mai Đức Chung còn có thêm một bài kiểm tra với tuyển nữ New Zealand và có thể đây vẫn chưa phải là những trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước World Cup. VFF sẽ cố gắng tìm thêm những đối thủ chất lượng cho thầy trò viên Mai Đức Chung cọ sát trước khi bước ra biển lớn thực sự. Tiếp nối thông tin về những cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài, ngày hôm nay thì J-League sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng 8 và câu lạc bộ Yokohama của Công Phượng sẽ lại vẫn là câu lạc bộ thi đấu trận đầu tiên. Câu lạc bộ Yokohama của Công Phượng sẽ đá vào lúc 12 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam gặp câu lạc bộ San Croce Hiroshima. Đến nay thì Công Phượng vẫn chưa được thi đấu phút nào tại giải J-League 1, mới chỉ có những phút thi đấu tại J-League Cup mà thôi. Và Công Phượng sẽ có rất nhiều thử thách khó khăn tại đây, nhất là khi thành tích của Yokohama FC là không tốt chút nào. Họ đang xếp ở vị trí cuối cùng, vị trí thứ 18 và đến lúc này cũng mới chỉ có được 2 điểm mà thôi. Văn Toàn thì đương nhiên không thi đấu, khi mà Toàn sẽ vẫn phải nghỉ đến giữa tháng 5 vì chấn thương và được câu lạc bộ Sunderland của Toàn mới đây cũng đã có chiến thắng rất ấn tượng. Chuyển qua Pháp thì Pau FC ở vòng đấu này sẽ đối đầu với câu lạc bộ Sochi ở trên sân khách. Trong trận đấu gần nhất tại giải Ligue 2 hạng 2 của nước Pháp, Pau FC đã để thua trên sân nhà trước Metz trong một trận cầu mà Quang Hải thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Quang Hải trong một poster giới thiệu cho trận đấu gặp Sochi, trận cầu diễn ra vào lúc 0 giờ đêm nay rạng sáng ngày mai, thì đã được câu lạc bộ Pau FC lựa chọn là hình ảnh. Điều đó khiến cho nhiều cổ động viên, người thì cảm thấy có một chút hy vọng đây, nhưng người thì nói rằng Pau FC hóa ra họ cũng chỉ lấy hình ảnh của Quang Hải để câu view mà thôi. Vẫn chưa biết như thế nào nhưng quả thật là rất khó để Hải được đăng ký và được ra sân. Và mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn khi mà mới đây một trang thông tin tương đối có uy tín về thông tin mức lương của các cầu thủ đã cho chúng ta biết những con số rất khiêm tốn mà Quang Hải nhận được mỗi tháng và tổng cả năm tại câu lạc bộ Pau FC. Theo trang Salary Sport, một chuyên trang tiết lộ mức tiền lương của các ngôi sao thể thao, mức lương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là khoảng 35.000 bảng một năm tại Pau FC, tương đương hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Trung bình anh nhận 680 bảng.
một tuần gần 20 triệu đồng và tổng tiền lương một năm là 35.360 bảng, hơn 1 tỷ đồng. Mức lương của anh đang đứng thứ 9 trong tập thể Pro FC và chỉ hơn các cầu thủ trẻ. So với mức thu nhập mà Quang Hải có thể nhận tại Việt Nam thì tất nhiên nó quá khiêm tốn. Ở thời điểm năm ngoái, nhiều nguồn tin cho biết Quang Hải được chào mời với mức lương khoảng hơn 300 triệu đồng một tháng, tức là ít nhất cũng phải gấp 3 lần mức lương đang nhận tại Pro FC. Hiện tại ở Pro FC, cầu thủ nhận lương cao nhất là Henry Xavier, cựu binh của Newcastle United được trả 3.200 bảng một tuần, gần 94 triệu đồng, tức là khoảng 166.400 bảng một mùa giải, hơn 4 tỷ đồng Việt Nam. Mức lương của Quang Hải phản ánh phần nào đóng góp của anh cho câu lạc bộ cũng như chỗ đứng của anh trong mùa bóng đầu tiên thi đấu ở Pháp. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội và người đại diện đang làm việc lại với câu lạc bộ để tìm hướng giải quyết cho mùa giải sang năm. Có thông tin từ người đại diện rằng một câu lạc bộ ở Thái Lan đang quan tâm đến Quang Hải. Nếu trở lại Đông Nam Á thi đấu hay về hẳn Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 chắc chắn nhận mức đãi ngộ tốt hơn nhiều so với khi thi đấu tại trời Âu. Tất nhiên, Quang Hải đã lựa chọn cho một cuộc chinh phục mà Hải không đặt nặng quá nhiều về vấn đề tài chính. Bởi vì Hải cho đến lúc này thì cũng tương đối tự tin về tài chính của mình và điều mà Hải muốn là những cuộc chinh phục. Cho nên là ngay cả khi Mường Thông United có đưa ra những con số đầy sức hấp dẫn thì Quang Hải sẽ vẫn cân nhắc, bởi vì Hải vẫn muốn chinh phục trời Âu, có thể sẽ là một nơi thấp hơn so với Ligue 2 và có cách chơi phù hợp hơn với Quang Hải. Thưa quý vị và các bạn, xung quanh câu chuyện về Quang Hải được câu lạc bộ Mường Thông United quan tâm thì đã gây chú ý không chỉ với người hâm mộ truyền thông Việt Nam mà truyền thông Indonesia hay Trung Quốc cũng đã có những bài viết về câu chuyện này. Nhất là khi trong bối cảnh có một cầu thủ của Indonesia là Pratama Arhan, cầu thủ đá biên khá là hay, từng có pha phạm lỗi quyết liệt với Tuấn Anh tại UAE hồi vòng loại thứ hai World Cup, cũng được câu lạc bộ Mường Thông United quan tâm. Pratama Arhan thì đang chơi cho câu lạc bộ Tokyo Verdy nhưng cũng không được đá quá nhiều, và Indonesia thì đang rất hào hứng với câu chuyện là Quang Hải và Pratama Arhan đều được một đội bóng của Thái Lịch quan tâm. Cụ thể thì đó là tờ Bola Times đã đưa ra bài viết và nói rằng nếu như có một cuộc đối đầu như vậy hoặc có sự sát cánh cùng nhau như vậy thì cũng rất là hay. Trang Sportstar của Indonesia thì cũng nói rằng việc Quang Hải phải chia tay Pro FC là điều cực kỳ tiếc và tin rằng nếu như Hải có nhiều cơ hội ra sân hơn thì Hải cũng có thể sẽ có những đóng góp lớn hơn. Tờ báo của Trung Quốc là 163.com cũng giật một tiêu đề, đó là thật đáng tiếc ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam gặp phải một điều không như mong muốn khi có thể rời Pháp chỉ sau có 9 tháng mà thôi. Điều đó cho thấy rằng tất cả những gì mà Quang Hải đang trải qua được rất là nhiều những nước xung quanh chúng ta như là Indonesia, thậm chí là Thái Lan, Malaysia rất quan tâm. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với V-League. V-League ngay từ vòng đấu thứ 7 này sẽ có những trọng tài ngoại chứ không cần phải đợi tới những vòng đấu cuối cùng với những trận đấu ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch hay cuộc chiến trụ hạng nữa. Sau những phản ứng liên quan đến quyết định của trọng tài thời gian qua, hai trọng tài người Malaysia sẽ được mời để cầm còi hai trận đấu ở vòng 7 V-League 2023 diễn ra cuối tuần này. Theo đó, trọng tài FIFA Tuan Mo Yasmin Bin Harafia sẽ điều khiển trận đấu giữa Khánh Hòa và Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 4. Hai trợ lý là người Việt Nam gồm các ông Phạm Hoài Tâm và Trần Duy Khánh. Trận đấu giữa Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 17 tháng 4 sẽ do trọng tài Raslan Rofri Bin Ali bắt chính. Các trợ lý là các ông Nguyễn Trung Hậu và Nguyễn Trung Việt. Hai trọng tài này đã từng đến Việt Nam trước đây và làm việc ở một số trận cầu đinh tại V-League. Như vậy, không phải đến thời điểm cuối giải, Liên đoàn Việt Nam đã quyết định mời trọng tài nước ngoài ngay thời điểm đầu mùa. Vấn đề này cũng đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chia sẻ khi ban tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng trọng tài ở Thành phố Hồ Chí Minh trước mùa giải 2023. Được biết, việc mời trọng tài Malaysia nằm trong ký kết hợp đồng hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Malaysia từ mùa giải trước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay vòng 7 của V-League sẽ diễn ra. Ngày hôm nay diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu duy nhất của ngày 15 tháng 4. Còn đến ngày 16 tháng 4 sẽ diễn ra 3 trận đấu: câu lạc bộ Khánh Hòa gặp câu lạc bộ Đà Nẵng, câu lạc bộ Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Bình Dương, Công an Hà Nội sẽ đối đầu với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Vào ngày 17 tháng 4, những trận đấu cuối cùng trước khi V-League nghỉ sẽ là những cặp đấu Thanh Hóa gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Bình Định tiếp câu lạc bộ Hà Nội trên sân nhà Quy Nhơn, và Hải Phòng sẽ đối đầu với Viettel ở Lạch Tray. Viettel sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân Lạch Tray
của câu lạc bộ Hải Phòng, một đội bóng đang rất là khát khao chứng tỏ mình sau trận thua mới đây. Trong trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội thì sự chú ý không chỉ đến từ bàn thắng thứ 100 của Văn Quyết tại V-League, từ việc các ngôi sao câu lạc bộ Hà Nội chơi xuất sắc, còn Hải Phòng rõ ràng có nhiều vấn đề, mà nó còn đến xung quanh những diễn biến sân cỏ. Đó là một công văn xin cấp vé và hứa sẽ không đốt pháo sáng của chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng, đó là ông Văn Trần Hoàn. Tuy nhiên pháo sáng vẫn xuất hiện, và mới đây thì ông Văn Trần Hoàn đã lên tiếng xin lỗi. Trước trận đấu vừa qua giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng, chủ tịch Văn Trần Hoàn của câu lạc bộ Hải Phòng đã có công văn gửi tới câu lạc bộ Hà Nội đề nghị được chủ nhà hỗ trợ cổ động viên Hải Phòng vé vào sân cũng như các công cụ cổ vũ. Ông Hoàn cam kết sẽ không có pháo sáng xuất hiện trong trận này. Tuy vậy, pháo sáng vẫn được đốt lên vài lần ở trận đấu vừa rồi. Sau khi trận đấu khép lại, ông Văn Trần Hoàn đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của khán giả đội nhà, đồng thời xin nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, vị chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết chính ban tổ chức trận đấu cũng có một phần trách nhiệm trong sự cố này. Ông nói một phần lỗi cũng thuộc về ban tổ chức khi để công văn lọt ra ngoài. Điều này khiến một số cá nhân bị kích động đốt pháo sáng. Các cá nhân đã phá hoại hình ảnh bóng đá, con sâu làm rầu nồi canh. Công văn của chúng tôi thể hiện thiện chí giữa hai đội bóng. Đó là điều rất bình thường tại V-League. Các đội khi đến Hải Phòng cũng luôn được chúng tôi tiếp đón miễn phí vé, nhưng vô tình công văn đã lọt ra ngoài chạm tự ái của một số cá nhân cực đoan và một số cá nhân tôi không quản lý được, dẫn đến sự vụ đốt pháo. Chuyển sang thông tin của SEA Games, chúng ta trở lại với thông tin này. Indonesia đang ráo riết chuẩn bị cho SEA Games năm nay với quyết tâm, với khát khao là sẽ có được tấm huy chương vàng. Dù không phải là Shin Tae-yong, nhưng Indonesia tin rằng họ có thể thay đổi lịch sử, và vì thế họ ráo riết chuẩn bị. Và không chỉ thế, họ còn có những trận đá giao hữu rất chất lượng. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, U22 Indonesia dự kiến sẽ có 4 trận giao hữu. Tuy nhiên, tiết lộ mới đây từ tờ Bola, Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết Liban không phải sự lựa chọn đầu tiên của họ. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn mời Trung Quốc và Tajikistan đá giao hữu, nhưng đã bị cả hai đội này từ chối. Lý do là bởi U22 Trung Quốc đang tập huấn tại Croatia. Trung Quốc cử đội hình Olympic đá với Indonesia, nhưng các câu lạc bộ trong nước không nhả quân nên Indonesia đành phải tìm quân xanh khác. Vừa qua, U22 Indonesia đã thi đấu với câu lạc bộ trong nước là Bayangkara FC. Trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sau Bayangkara FC, đội bóng này sẽ đá giao hữu với U22 Liban vào ngày 14 tháng 4 và 16 tháng 4. Cả hai trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận cuối cùng của U22 Indonesia dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và hiện tại chưa xác định được đối thủ. Chuyển sang thông tin của bóng đá quốc tế, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh chàng Mane và Sané. Họ đã va chạm với nhau tại Etihad. Bayern Munich đã dành cho Mane một án phạt rất nặng. Tuy nhiên, chính Sané là người muốn giải cứu cho Mane bằng việc thanh minh và muốn rằng những án phạt sẽ được giảm nhẹ đối với cầu thủ của Senegal. Theo kênh truyền hình Đức Sport 1, Leroy Sané đã trực tiếp gặp các thành viên ban lãnh đạo và kiến nghị câu lạc bộ không phản nặng Sadio Mane để khép lại vụ ồn ào. Tiền đạo người Đức cũng phản đối việc Bayern thôi hợp đồng sớm 2 năm với đồng đội. Ngôi sao 27 tuổi muốn bỏ qua sự việc và tập trung cho giai đoạn cuối mùa giải. Sau khi bị loại ở cúp quốc gia Đức, Bayern còn chinh chiến tại Bundesliga và Champions League, nhưng khả năng họ bị loại khỏi Champions League là rất cao. Sport 1 cho biết hai ngôi sao của Bayern đã làm hòa và cũng xin lỗi các đồng đội về sự cố trong buổi họp toàn đội chiều ngày 13 tháng 4. Khi ra sân tập ngay sau đó, Sané còn chung nhóm với Mane cười đùa trong lúc khởi động và thậm chí còn đá cùng với nhau khi huấn luyện viên Thomas Tuchel chia đội hình đấu tập. Trước đó, Bayern thông báo Mane bị đình chỉ ở trận gặp Hoffenheim vì hành vi xấu, nhưng không nói cụ thể tiền đạo 31 tuổi đã làm gì. Hôm sáng cũng thông báo phạt tiền Mane nhưng không nói rõ con số bao nhiêu. Dù vậy, theo báo chí Đức, số tiền phạt là cực kỳ lớn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày 15 tháng 4 năm 2023 hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị rất là nhiều. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ những video cũng như video này bằng những ý kiến bình luận về những câu chuyện chúng ta chia sẻ cùng nhau, bằng những lượt like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nữa quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui, may mắn và có nhiều kỷ niệm khó quên.